3 điều cần biết về game bài đổi thưởng KT Online. Sơ lược về KT Online, hiện nay KT Online là một trong những trò chơi cá cược phổ biến nhất. Trò chơi này còn được gọi là súp gây mê, phương pháp gây mê hoặc phương pháp cắt. Trò chơi đánh bài KT rất được ưa chuộng tại nhà cái FI88 nổi tiếng vì luật chơi rất đơn giản. Thời gian chơi của một trò chơi sẽ không quá lâu. Bù lại, số tiền thưởng khi thắng game sẽ rất lớn. Do đó, chỉ cần anh em nắm vững và thành thạo những cách chơi cơ bản thì anh em có thể chờ thu về những khoản tiền kha khá. Vì là một trò chơi quen thuộc với người Việt Nam nên nếu muốn tham gia trò chơi, thông thường người chơi sẽ có hai lựa chọn. Một là chơi KT offline, anh em có thể đến các nhóm trên phố hoặc chơi với người thân trong nhà. Hai là chơi game bài KT online. Hình thức này rất phổ biến, dù anh em bè ở xa vẫn có thể rủ chơi KT cùng nhau. Quy tắc của trò chơi bài KT, trước hết, anh em phải nhớ luật chơi bài cơ bản game đánh bài KT online, đó là lá bài sẽ đi theo thứ tự từ lớn nhất đến nhỏ nhất như sau, từ 2 đến 10, sau đó tiếp tục đến JQKA. Về chất của các loại bài, nhỏ nhất là bích, đến chuồng và rô và cơ. Mỗi bàn chơi game bài KT online sẽ có ít nhất 2 người và tối đa là 6 người tham gia. Khi bắt đầu trò chơi, bạn có thể nhận được tối đa 6 lá bài. Nếu một ván bài game bài KT online có các vị trí sau đây, nó được coi là đã thắng trò chơi. Có 4 người con A, nếu thẻ vào vòng cuối cùng, lúc này sẽ diễn ra trò chơi xem ai mạnh tay hơn sẽ giành chiến thắng trong ván này. Ngoài ra, tránh những cú đánh xấu trong KT online. Nếu người chơi nào có một lá bài mạnh và được chơi trong vòng tiếp theo, một người chơi không thể vào và bị thua. Sau khi kiểm tra, nếu phát hiện người chơi trước bị thua đã mạnh tay dừng cuộc chơi, những người chơi còn lại sẽ bị xử phạt. Thuật ngữ khi đánh bài KT. Trưng, đây là thuật ngữ được sử dụng khi anh em đã chặn một người chơi ở vòng thứ 4 và anh em đã giành được quyền đi trước ở vòng thứ 5. Trung quy còn có cách gọi khác là dân, tồn, hay còn gọi là tùng. Đây là những quân bài mà người chơi đã cầm từ đầu game và sử dụng để chơi ở ván cuối cùng của game KT online. Thiệp là từ chỉ những quân bài mà người chơi úp khi bài quá thấp, không thể bắt hoặc chặn được bài của đối phương trong 4 hiệp đầu. Đây cũng được coi là một hình thức bỏ lượt khi anh em không thể chặn bài của người khác. Chết tùng, đây là trường hợp người chơi thua khi có 4 lá bài úp xuống trong ván thứ 4. Thắng tùng, người khiến những người chơi khác chết tùng tên là thắng tùng. Đó là khi người chơi đưa ra một quân bài quá lớn mà đối phương không thể bắt được và phải úp cả 4 quân bài. Thắng trắng, thuật ngữ này giống với thuật ngữ rượu trắng trong ván bài tiến khi người chơi có ván bài đặc biệt. Nó có thể là một bộ tứ, cả 6 quân bài giống nhau hoặc tất cả các quân bài trên tay của anh em nhỏ hơn 6. Lúc này anh em sẽ thắng KT online mà không cần chơi. Sau khi đã nắm được luật chơi cơ bản của game đánh bài KT online này, anh em hãy truy cập vào trang fi88.com và đăng ký ngay một tài khoản để tham gia. Cách thức đăng ký cũng rất đơn giản. Anh em chỉ cần vào nhà cái FI88 và bấm vào nút đăng ký ở trên.